đâu, sao quên sách. Anh đang làm gì? Anh đang xem TV ăn. Ăn món gì vậy anh? Cúm bò Huế. Đây, để nên cho em xem với. Wow, ngon quá. Đây thì tô của mình. Có rất nhiều. Có nhiều thịt lắm. Wow, để thêm sa tế cho anh. Trời thơm lắm luôn mọi người ơi. Hấp dẫn quá. Ngon không anh? Ngon. Anh ăn đi. Wow. Ngon. Nhiều thịt lắm. Mình ăn cái khoanh này. Ngon quá. What do you do this afternoon? Em sẽ làm gì đầu tiên này? Chiều nay em sẽ làm luận văn anh ơi. Anh sẽ làm gì? Anh sẽ làm biết. Nhưng mà lúc chiều này anh sẽ làm được không? Dạ. Anh muốn xem phim. Muốn đi xem phim hả? Ok. Đi xem phim rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh ăn tốt đi. Anh ăn ngon đi. để ớt nhiều cay quá rồi. Cay không anh? Ớt mà. Vậy hả? Cay rồi. Cái quán này rất là nổi tiếng. Có rất nhiều người nổi tiếng ở đây ăn. Cũng giống như là người nước ngoài tôi cũng lại đây ta ăn. Quán này nổi tiếng lắm. Ở Cần Thơ nè mọi người. Cái của mình nè. Mấy thịt to nhưng mà rất là mềm. People have their favorite food. For me, I không đủ mềm. Thôi bác. Anh muốn ăn gì nữa? Làm sao nữa? Cũng vô thêm nữa. Dạ, anh gọi là Nè, anh gọi là cho tôi. Cho tôi. Một. Một. Tô bún bò. Tô bún bò. Nữa. Nữa. Yes. Em ơi. Really? Cho tôi. Tô. Một tô. Bún bò Huế. Bún bò. Yes, bún bò Huế. Bún bò Huế. Nữa. Nữa. Dạ. Ôi trời ơi. Rồi. Anh kêu người ta đem em một tô mới nữa nè. Dạ, bỏ vô. Bỏ rau giá vô. Làm tô nữa nè. Ngon quá mà. Lần này cho anh tự làm. Ủa, một tổ rau luôn rồi. Ôi, nhiều cay lắm anh ơi. Nhiều lắm. Dạ, cay á. Cay lắm. Nè, anh bỏ tương xay vô nè. Thêm miếng tương xay nữa. Rồi. Rồi, anh trộn lên đi. Cái tô thứ hai này ngon không? Ừ. Cái này ngon không? Ngon lắm. Dạ. Dạ. Chúc anh ăn ngon miệng nha. Quá trời gao luôn. Quá trời.